làm xong là nó đi mới đi làm sổ đỏ. Nó lắp mới nói kìa. Nó nói là nhà chưa có sổ đỏ như thế nào á. Sổ đỏ không? Không. Giờ phải làm. Làm mắt rồi. Quay vòng 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 chứ mày quay chảo. Rửa mấy cái nồi cho mẹ. Đồ rửa. Chưa? Chưa? Nè quay thằng này luôn. Mày quay vừa để sát cái mặt. Con quen đang thèm mà. Con quen đang dùng cái đống rác. Quay mặt mày luôn. Ô này có chống nữa không? À. Chứ hồi cầm tiếng hồi mỏi tay quá rớt nhớ lại luôn. Chống cái đầu mày chống đấy. Quá. Quay được rồi. Dạ xong nó sớm. Nó nãy giờ nó đẩy điềm nó không có quay đâu. Rồi dạ đó. Bà giữ mấy tỷ lên quay mặt luôn. Bà cho mà tỷ đó luôn, mấy tỷ đó luôn. Ừ. Sướng quá. Thôi tao tiền nào tao thấy tiền thì tao mới sướng. Ủa mẹ mày tao kêu rồi tao sắp rồi chứ còn gì nữa. Sao không ai mua sao ta? Không mua mua, có người trả rồi ok rồi trả tự lên. Cái bè dài á là bỏ bớt nha. Là cái bè non rồi nó sắc ra nhuyễn vậy. Đó. Vô rồi, vô. Vô, vô. Vô, bên ơi vô. Đem rau lên để nó gà vào đó bổ. Bây giờ nó đen nữa ha. Thằng mày có thịt, có thịt. Có thịt, có thịt, có thịt. Có thịt. Có thịt. Ai biết làm trò hả? Có thịt, có thịt. Lúc trắng, lúc đen. Ô, đám ma chứ. Có thịt, đám ma chứ ấy gì không con? 238 triệu. 238 triệu hả? Nghĩ gì? Đi ra 95 triệu. Ừ. Thì hết 95 triệu thì đi chợ hả? 95 triệu hàng rõ chợ ngày 10 triệu. Giờ giờ nhà bà đó ở đó là bà ấy. Có ai ở đâu? Giờ thì 95 triệu xong rồi bây giờ còn trăm mấy đó. Bây giờ mở cửa mã rồi cho nó hết mấy triệu đem cửa mã. Rồi đám 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày. Rồi vậy chứ là rồi cúng cơm mấy rồi cúng cơm nói chung là chừng nào giữ nó chừng nào hết có bỏ tiền tiền cũ ra không mà nợ tiền ở gia phải cho ông cái bà gì mà không còn á bà gì nó cháu phải sao mời 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 thank you.
Dạ. Đứng quậy má, má để nó sau rồi nó chín nè. Vậy nó không gì nó ba con nuôi cho. Ba lấy gì đắt luôn. Nuôi đắt luôn. Ba mua ba nuôi cho đẻ đứa nó thấy mày. Để ba nuôi cho. Ờ. Ai nói vậy? Ba xui. Đang dùng bánh. Tám là 700 tỷ. Xâm tài cả. Nó là nghỉ luôn mà. Nghỉ nặng lắm hơn nên kê rồi. Hơn nhiều. Con đi phải bán vàng luôn à, của mình ăn đây chị ăn đi mệt quá cũng ta rồi. Rồi biết là cũng mình á, nhưng mà mình làm ra nó không biết là vậy cũng mình đi à, nhưng mà cái tiền đó cái con mắt ai sao giữ lên này cho bạn. Rồi sao mai xanh tặc à. Không bỏ này vô hả? Đâu vô vô nè mày bán đi. Chụp mắm nó dậy đưa tôi. Dậy đâu thấy gớm nè. Trời ơi này mà. Thấy ghê quá. Còn mắm này mắm lên thì xì. Ghê mẹ. Rồi. Bỏ bắp chuối vô luôn phải không? Rồi. Không, cái bán cái dưới đây, bán cái dưới đây. Bán cái dưới đây rồi bỏ. Để lát đặt kẹo. Mày ăn hộp vịt phải không? Hộp vịt cho chị. Chín đồng. Mày chín cho chín nha. Cho nó tràn gấp gì. Rồi. Cả bồ mới mua 90.000 chút xíu 90.000 nhìn thấy ổn không cho dễ chưa mẹ ăn không tí đây mày đút một tí rồi mẹ làm nước ngon tiền mưa tí mẹ ăn bánh kem ăn rồi. Tôi ngồi ăn đây. Ê, bữa nay bữa chồng mình nói sao quá. Nhìn nó ăn mắm nêm ngon quá ha. Tự kêu mua lên nhúc. Kêu nào? Để trong bà đó rồi ba ham á. Cũng có lên nhúc vậy. À. Ăn không? Ê, ăn không? Không ăn hả? Ăn không? Ăn tôi giữ. Ăn. Ăn tôi về. Quá. Cho cái quả. Tài.